Đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Hôm nay mình đi câu cá mè xuyên đêm ở hồ Núi Le nha các bạn. Đây. Đây là cái bờ đá hồ Núi Le nha các bạn. Đó. Anh em mình vừa tới nè. Hello. Đó. Các bạn nha. Đó. Đây là mồi khoai lang u chua đây nè. Khoai lang u chua nè các bạn, đó kìa. Đó. Trộn với lại cắm chim nè. Cắm chim mình đã sẽ diễn ra nè. Đó. Đây gắn hạt xốp nha các bạn nè. Đây lăng xe nè. Đó, dùng để câu cá mè nha các bạn. Mình gắn cái hạt xốp nó vô nha. Đó. Đây. Mè nó có đứt là nhiều luôn nha các bạn. Nó hơi mờ nha các bạn. Rồi ok, rõ rồi. Đây, mình đang chuẩn bị vô trong nha. Đây mình sẽ câu khoảng ở chừng 6 đến 7 cần cá mè nha các bạn. Còn vài cần nữa mình sẽ câu cá trôi. Đây mồi câu cá trôi là mồi nguồn cốc các bạn. Nè. Đó, nguồn cốc nha. Ui, thơm quá các bạn ơi. Ok nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu câu nha. Nếu có lên cá hay gì đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha các bạn. Ok nha. Lên cá các bạn ơi. Có không? Mắc phao mà. Sao? Nhỏ hả? Con cá là vui rồi. To nhỏ gì? Lên hàng đầu tiên các bạn ơi. Chờ đợi từ nãy giờ. Thấy cái nó bắt phao là thấy vui rồi các bạn ơi. To nhỏ quan trọng. Giờ này cũng 1 giờ rồi. Vô đó các bạn ơi. Đấy, đấy, đấy. Mày lá. Mày lá các bạn ơi. Con đầu tiên đâu thả được. Con đầu tiên coi giỏi các bạn ơi. Con đầu tiên không bao giờ thả. Tắt bình. Để chói. Hàng đầu tiên nha các bạn. Sau những phút giây chờ đợi ngắm phao ở trên bờ thành nè. Đó. Má mình ẩu quá. Dính dày thôi chứ sao sảy các bạn. Hôm nay là câu là không cần gần cần vợt nha các bạn. Cá từ 1,5 kg tới 2 kg là dở luôn không vợt. Để nó có sảy thì do tại mình thú mình xui thôi. Ở đây hôm nay ra có bạn mình ra các bạn. Ra còn xuyên đây mình nè. Chào mọi người đi. Đó. Nhạc dính nó quyền không chơi. Ok nha các bạn. Con cá mình sẽ đi với các bạn xem tiếp. Lên cá các bạn ơi. Ừ nó đó. Có không? Mất phao mà. Cá các bạn ơi. Con thứ hai nha các bạn. Vậy có cảm giác các bạn ơi. Lâu lâu anh em ngồi nói chuyện mất cái phao mất hết hồn bạn ơi. Quên quán các bạn ơi. Sao? To hơn con hồi nãy không? Nếu mà nhỏ thì phóng sinh các bạn ơi. Cá vô tới các bạn ơi. Đâu? Hả? Kìa. Con này nó chưa làm giấy khai sinh. Mới bỏ bú. Thả luôn. Mấy giờ rồi? Thả. Mình câu cá lấy cảm giác các bạn nha. Chứ không phải là câu cá về nhà để khai trả. Nên rồi. Bơi đi. Rồi ok nha các bạn nha. Một em đã được trốn thoát. Sau cái lưỡi câu to tướng. Ok nha. Lên cá các bạn ơi. Giờ cũng gần 2 giờ rồi. Ban đêm nó hơi mờ các bạn ạ. À.
Rồi, ok. Rõ rồi. Có cá, có cá không em? Có hả? Bò con hả? Vậy bò mồi, bò mẹ đâu? Đi vắng chưa về. Đi vắng rồi chưa có về. Bà mẹ nằm bên ba cưng của kìa. Tự chứ nó mà mẹ ăn, mà mẹ ăn thì báo sau. Giờ bò con lên thì báo bò con thôi, giờ biết sao bây giờ. Bò trắng con. Dỡ lên. Chu cha. Tao khủng mày ơi. Con này chắc nó nở ngày hôm kia. Thả các bạn ơi. Cá đồ ăn gì các bạn ơi. Mở đầu một bữa đàng hoàng đi, mình có tâm thả mở đàng hoàng đi. Mở ra từ từ ra, thả nhẹ nhẹ sống, đúng không? Để mốt mốt nó lớn rồi bắt. Chọc nó hiểu không? Hả? Mình phải chọc nó. Chọc sao? Giờ giờ phán nó còn nhanh nó lớn lớn đúng không? Nhiêu đây bắt gì các bạn? Thả các bạn ơi. 2 3. Rồi. Bạn ơi, bao mạnh luôn á.